Xin chào tất cả mấy anh em nha. Hôm nay mình sẽ làm một cái clip đó là nói về cái hệ thống điện của chiếc xe QS110 nha anh em. Thì mình đang gặp một con xe này trong cái tình trạng là nó bị cháy cái đường dây. Nó bị chập điện, cháy cái đường dây nha anh em. Cái ổ cụ trì cháy hết luôn rồi. Đây là cái ổ cụ trì cũ nè. Mình đã cắt hết mấy cái đường dây chính ở trong này, ở trong trong bó dây sườn mình bỏ đi, mình nối ra cái đường dây ra ngoài, đường dây lên ổ khóa này. Thì hôm nay mình sẽ trình bày cái cách nối dây cho anh em tham khảo nha. Nhiều khi anh em nối vào thì nó có điện nhưng mà nó không có sạc bình, hoặc là khi mà nó đứt cầu chì á thì nó sẽ đứt hết, mình không có chạy được. Thì cách nối như thế nào, cái đúng cách để mà khi chiếc xe mình đứt cầu chì thì nó còn một cầu chì kia không đứt để mà đạp máy chạy tiếp nha anh em. Thì cái nguyên nhân mà dẫn tới cái tình trạng mà cái xe nó đứt, nó bị nóng cầu chì nè, cháy dây là do cái cầu chì hồi trước người ta ráp cái cầu chì nó không có đúng cái thông số của nó. Thì mình nhìn rõ trong này thì mình thấy trong này là cái cầu chì tới 30A nha anh em. Ở trong này nó ghi cầu chì là 30A, nhưng mà cái xe này á là nó xài cái cầu chì là một cái là 10A và một cái là 7,5A thôi. Đúng của nó như vậy. Vậy cầu chì này quá lớn. Nếu mà cầu chì 30A thì mình phải xài cái dây điện to nha anh em, thì nó mới chịu được cái cầu chì này. Cho nên là nó cái cầu chì này nó không đứt mà cháy hết trơn cái đường dây, bắt buộc mình phải đi cái đường dây ở ngoài. Thì để mà đi cái đường dây như thế nào thì hôm nay mình sẽ chỉ hướng dẫn cho anh em cái cách đi đường dây. Mình sẽ đi là y hai cái cầu chì đúng cách của nó nha. Đó. Thì cái xe này là cái nguyên nhân mà hồi trước hay đứt cầu chì, cái dòng xe QS110 á anh em biết rồi, đi thời một thời gian là nó hay xảy ra cái tình trạng mà đứt cầu chì nha anh em. Đứt cầu chì, nhưng mà khi mà đứt cầu chì hệ thống xi nhan đề kèn nhưng mà chúng ta đạp máy vẫn nổ. Thì tại sao vậy thì mình sẽ trình bày trong cái clip này luôn. Và cái nguyên nhân mà dẫn tới đứt cầu chì á thì ở đây nè, cái dòng xe QS110 thì anh em lưu ý cho mình nha. Anh em tháo cái đầu đèn ra. Trong một chiếc xe là chuyên gia hay bị chỗ này, anh em kiểm tra cho mình nha. Đây. Thì ở trên cái xe này thường có hai cái bó dây. Anh em để ý cho mình nghe, mấy cái bó dây nè. Hai cái bó dây chỗ này nè. Cái này nó cạ vô cái ghi đồng này nha anh em. Đó. Hoặc là chỗ này nè, như cái xe này là rất rõ. Hiện nay là nó bị cái chỗ này nè, anh em thấy không? Cái dấu xét nè. Nó lòi xét ra. Thì cái dây màu đen nè, màu đen là cái dây nguồn mà cấp cho cái cục rơ le xi nhan đó. Anh em thấy không? Nó nứt luôn rồi. Nó cạ vô đây cho nên là khi mà chạy là khi nó vòng là nó sẽ chập vô cái ghi đông, thì nó dẫn tới tình trạng là đứt cái cầu chì. Đứt cái cầu chì mà 7,5A đó. Thì cầu chì 7,5A là cầu chì cung cấp cho cái đèn đồng hồ và còi xi nhan rồi ha. Hoặc là cái dây bên này, anh em mới gỡ cái dây đây cho mình xem nha. Khi mà làm xe xong mà anh em mà thay cầu chì thì anh em phải tháo cái đầu đèn để kiểm tra. Đó nè. Đó. Bị cái chỗ này đây. Anh em kiểm tra nha. Chỗ nào mà nó cạ vô cái sườn, anh em thấy đi lâu ngày nó dòng cái xe nó cạ vô, thì anh em lấy cái ruột xe chúng ta quấn vô đây nha, chúng ta lốt ở đây. Rồi chúng ta gài cái đầu đèn vô lại. Thì lúc đó nó không có bị nữa. Vì xe nó cũ đi lâu ngày quá thì nó sẽ xảy ra cái tình trạng này. Nhưng mà cái dòng QS110 thì chuyên gia là nó bị ở trên này nha anh em, nó bị ở đây. Còn một số xe nữa là cái dòng QRS thì nó cũng hay bị ở dưới này nha. Anh em kiểm tra cho mình cái bó dây mà nè. Cái bó dây này nè. Cái dây này từ ở trong này đi ra thì nó hay cả cái khu vực ở chỗ này nha. Đó là hai cái vị trí thôi. Hai vị trí là hai chạm đứt cầu chì. Thì hôm nay mình sẽ trình bày cái nguyên lý cái mạch ổ cầu chì này nha. Để khi mà anh em đứt cầu chì xong, quên lỡ mà nó cháy cái đường dây thì mình sẽ đi cho nó đúng cách của nó lại nha. Anh em thấy cho mình ở trên cái hai cái cầu chì nè. Một cái cầu chì anh em thường tháo ra trên cái xe. Những cái dòng QS110 anh em lôi lên, chúng ta thấy hai cái ổ cầu chì. Một ổ cầu chì là nó có hai cái dây màu đỏ, và một cái ổ cầu chì nữa là nó có một cái dây đỏ sọc đen và dây màu đen. Nhưng mà đây là cái này mình thay rồi nha. Mình thay rồi cho nên là nó không có còn cái màu nguyên bản của nó nữa. Và anh em nếu mà xài
ổ cu chì hoặc dây điện thì chúng ta nên xài của hàng Nam Trang nha. À, hàng Nam Trang là xài ok, không có chạp gì hết. Cái này là cái dây cũ của nó nè, em thấy không, hai ổ, một ổ là hai dây màu đỏ nè, còn một ổ nữa là dây đỏ sọc đen và dây màu đen. À, bây giờ mình sẽ nói đến cái ổ mà cầu chì của cái dây màu 10A trước nha. 10A là hai dây màu đỏ nè, thì ở trên cái bình nó quay đây, cọc bình nó quay nha nè, đây là cái cọc bình nó quay, thì nó có một cái dây màu đỏ nhỏ nè, anh em thấy không, dây màu đỏ này nó chạy đây, nó chạy thẳng vào cái cầu chì luôn nha, cầu chì 10A. Xong rồi á là nó quay đầu lại, thì lúc này nó sẽ chạy ngược về cái ổ khóa nha, chạy về cái ổ khóa nha nè. Đây nè, đây là mình đổi màu được, do mình nối cái dây cũ nó bị hư rồi. Đây cái dây màu đỏ nè, được chưa, dây màu đỏ này từ mình nó quay, nó chạy vào cầu chì 10A, xong nó quay đầu ra, thì nó chạy ra đây nè, nó chạy về thẳng ổ khóa luôn. Nhưng mà anh em nhớ lưu ý cho mình là tới đây có ngã ba, cái ngã ba chỗ này nó có một cái dây màu đỏ là nó chạy vô cục sạc nha anh em, để chi, để khi mà sạc máy nổ lên nó sạc bình thì nó phải sạc vô đây mới sạc bình được nha. Đó, nếu mà anh em nối cái đường dây này mà chúng ta không nối cái đường dây sạc qua đây thì nó không có sạc bình nha. Đó, tại vì cái hai cái dây màu đỏ nó đã lúc mà nó cháy rồi thì mình đã bỏ hết cái dây sạc bình ở trong này, mình cũng cắt bỏ luôn rồi, mình không có gỡ ra, tại vì cái dây sườn bây giờ trong này nó cũng bị ảnh hưởng rồi, nếu chúng ta xé ra thì nó sẽ tróc vỏ hết. Rồi cái dây màu đỏ này là nó chạy về cái ổ khóa này, ổ khóa này mình mới hàng lại nha anh em, tại vì cái dây của nó mình bỏ luôn rồi, mình cắt cái dắt này, mình nối hàng này. À, lúc nãy là cái dây của nó cháy hết, nó cháy rồi, nó hư dây rồi, hư dắt hết rồi, mình nối trực tiếp luôn nha anh em. À, tạm thời nối như thế này để người ta đi đỡ đi, chứ chưa có điều kiện thay cái bộ dây. Đó, cái dây màu đỏ nha. À, đó là cái cầu chì mà 10A nha anh em. À, 10A là chỉ có đi vậy thôi. Xong rồi chúng ta bật khóa lên, đúng không? Khi anh em bật khóa lên thì nó, cái dây màu đỏ nó vào ổ khóa, bật khóa lên thì nó cho ra cái dây đỏ sọc đen nha anh em. Đỏ sọc đen. Đây, đỏ sọc đen này á, anh nè, đây là hai dây ổ khóa nha, dây màu đỏ nè nó vào, xong rồi cho ra cái dây đỏ sọc đen. Nhớ nha anh em, cái này là dây mình thay rồi nha, nó một màu á, chứ nguyên bản là đỏ sọc đen. Thì đỏ sọc đen này á thì nó sẽ chạy vào cái con IC đánh lửa, đây là đánh lửa bình đó, tài lực IC chưa. À, IC này đơn giản thôi, 4 dây, bật khóa lên là cho ra dây đỏ sọc đen này, đỏ sọc đen nó vào đánh lên IC. Còn cái dây đen sọc vàng là cái dây vô cái mua bên sườn. À, đây nha anh em, mua bên sườn đây, đây dây xanh vàng sọc đen nè, chưa. Còn cái dây xanh dương sọc vàng, đây là cái dây kích nha, dây kích từ mâm lửa lên, dây kích từ mâm lửa lên. Còn lại dây này dây mát, đơn giản mà thôi nha anh em. À, rồi khi mở khóa lên thì nó sẽ cung cấp vô đây một cái đường dây đỏ sọc đen. Như vậy cái con IC này nó lấy điện bình là thông qua cầu chì 10A nha, chứ không có cầu chì 7A nha anh em. Đó, nó thông qua cầu chì 10A thôi. Rồi thì nó dây đỏ sọc đen nó vô cái con IC, xong rồi nó có một cái ngã ba đây nữa, cái ngã ba đây, thấy chưa, nó thêm một dây nữa, nó sẽ chạy vào cái cầu chì, cầu chì đó là cầu chì 7A, được chưa. À, cầu chì là 7A, xong rồi nó quay đầu ngược lại, nó quay ra, lúc mà nó quay ra thì nó cho ra là dây màu đen nha anh em. À, là cái dây cái ổ cầu chì cũ, anh em nhìn thấy cho mình nè, anh em thấy không, đó là dây đỏ sọc đen đúng không. À, đỏ sọc đen này khi nó quay đầu ra thì nó cho ra dây màu đen, chưa. Nhớ nghe mình nói là lần nữa nè, cái dây màu đỏ từ cầu chì 10A nó sẽ chạy vào lên ổ khóa, dây màu đỏ đó, và tới đây có ngã ba nó đưa vào cục sạc. Xong rồi chúng ta bật khóa, bật khóa ra thì bắt đầu nó sẽ có điện dây đỏ sọc đen, thì dây đỏ sọc đen này nó sẽ vào cái con IC đó, xong rồi nó chia thêm một đường nữa, đó là nó sẽ vào cái cầu chì, à, cái cầu chì này 7,5A, và nó quay đầu ra
nó vào thì nó phải quay đầu ra, khi nó quay ra thì nó quay ra là dây màu đen, được chưa? Thì cái dây màu đen này lúc này nó sẽ đi cung cấp nguồn cho cái kèn cục chớp xi nhan, đèn báo số, đèn báo số chớp xi nhan, và cung cấp cho đèn xi tốp, chưa? Cung cấp cho đèn xi tốp nha anh em. Đó, như vậy khi mà cái người ta thiết kế cái cầu chì này 7A thì nó sẽ nhỏ hơn cái cầu chì là 10A, chưa? Như vậy cái khi mà hệ thống đèn trên cái đồng hồ mình như hồi nãy lúc nãy mình chỉ á, nó chập nó đứt thì nó đứt cái cầu chì 7A trước nha anh em. Nó đứt cái cầu chì 7A trước thì cái cầu chì này nó là 10A, nó lớn hơn, nó giữ nguyên, nó không bao giờ đứt đâu, thì nó không liên quan đến cái dây này đó. Còn nếu mà trường hợp mà anh em thay cái cầu chì mà bên cái dây màu đen này á, cái dây mà hệ cung cấp cho đèn mà xi nhan rồi á, mà cái cầu chì 10A, được chưa? 10A, và cái dây này là cái dây 7A, hoặc là đứt cái cầu chì bên này trước, đứt cái cầu chì mà nhỏ trước, thì khi mà đứt cầu chì nhỏ trước là đứt cầu chì tổng rồi, thì lúc đó chúng ta không thể nào nổ máy được, không nổ máy được, không đạp máy nữa anh em. Cho nên là nhớ là anh em là cái cầu chì mà 10A này em, thì chúng ta phải bỏ cho đúng rồi nó đó. Cầu chì 10A là từ cái bình nó quay nó vào, xong nó quay ra lấy ổ khóa, được chưa? Nó quay về để mà nó cung cấp cho cái con IC này. Nếu anh em bỏ lộn cầu chì đó là chúng ta nó đứt cái cầu chì nhẹ trước nha. Cho nên là phải ưu tiên cái dây đánh lửa này là cái cầu chì nó lớn hơn, thì nó không có, khi mà chúng ta đứt cầu chì thì anh em vẫn đạp máy nổ được nha anh em. Đó, đó là cách mình trình bày để anh em đấu mấy cổ cầu chì là cho nó đúng cách của nó. Như vậy là cái video mình đến đây kết thúc nha. Xin chào tất cả mấy anh em nha.